Cái cục đó. Nó nghe cầu hang hả? Đi đu khí hay lắm. Hay phải luôn. If you remain in his zone, you will go away. You will be discovered. Nè, đu dây nè. What the fuck? Bụng máy sọt. Nhưng mà anh là không quen xài Supernova lắm. Trời ơi, lật đạn. Trời ơi, thách chơi còn 5 nữa đây. Tiếp ra ngoài luôn. Nó vô xài chưa? Ai mang vô từ từ nè, con áp vô nè. Á sao? Bó được. Đâu con em thấy trên cái camera của con. Của con. Rồi, thổi rồi, nó thổi rồi. Oh. Em có cam không? Còn cam không? Không. Nó thả cái xe chạy vòng vòng á. Tôi biết nó ở đâu luôn. Cái này chạy qua chạy vô, chạy vô nãy giờ mấy lần á. Ai đang có tin nhắn Steam rồi ba? Em à rồi, nghe tiếng là như trên nóc hay sao? Nó nãy giờ chạy ra vô hoài luôn á. Không ra, nhưng mà nãy quất được qua kêu đen đút đầu vô đu ngược qua. Ủa, kia thấy rồi. Ở ngoài khúc của kia nghĩa. Ngay chỗ bến canh tìm hải đó. Đó đúng rồi đó. Nó hang vô đó. Rồi qua. Kìa bị xíu làm gì? Rồi nó bưng con tin rồi, nó bưng con tin rồi. Cái thằng kia nó làm cái gì vậy? Coi chừng cầu thang rồi. Có cầu thang có người không? Không. Phu chết rồi đó, mới giết luôn. Phu save và là. Ô. Nice. Rồi chết rồi đó. Ủa? Ủa sao nó không chạy ra? Ủa gì lẹ? Mà lẹ vậy? What the fuck? Sao nghĩa? Để mai anh núp lên cho em coi, nó chói bảy cái lờ luôn. Em cũng bị nè anh. Cái map đó tối thui mà cái hình của anh nó chói là sao vậy? Không thấy gì hết. Em cũng bị nè ba. Ủa mọi người có bị không? Không, em tối thui à. Trời ơi. Sao anh thấy chói bảy cái lờ luôn, nhìn chỗ đéo nào cũng chói. What the fuck? Anh phải reset lại hết, anh mở reset lại cái video play á thì nó mới may ra. Nó chói mà như mặt trời chân lý chói quá tim vậy á ba, không thấy chắc gì hết. Chắc hết nó hết rồi. Nhìn mấy cái chỗ nào tối thì nhìn bình thường nha. Còn trừ mấy cái chỗ bên ngoài ra này nó chói quá. Chói dữ vậy trời. Tính chói lắm ba, nhìn vô trong nhà thì nó mới đỡ chói mà. Nhìn vô trong nhà không sao. Ủa sao nhìn qua cái đường. Ủa em bị mà phải không? Em cũng bị một vài lần rồi, nhưng mà cái lần này thì không có bị. Ủa anh nhìn cái chỗ bên ngoài á, nó chói và cờ luôn. Để mai quay clip lên, up clip lên cho coi để hiểu luôn. Camera tuần 2 rồi. Chói quá, tính nhào vô bắn mà nó chói dữ quá. Ôi Má bị say xỉn rồi. This. Thằng kia hay lắm. Thôi thôi ao cho nghĩa reset lại Uplay đi. Overcolor thì bị cái gì ở bên trong thì nó màu sắc nó bị nó thiếu bóng, cái cây về tất cả đều vậy. Hình trong phòng thì nó thiếu bóng, bởi vậy mà không hiểu sao luôn. Nhưng mà ngoài thì nó chói không thấy gì hết. Đúng rồi, em cũng bị mới làm. Anh Nghĩa reset lại cái Uplay đi. Rồi tắt ra mở lại. Anh còn đúng 1 giọt. Mình nhớ đi hướng của anh. Biết thấy trà thảo mẹ. Ý, má sao gõ cái bể mẹ kìa. Tao gì nè, chỉ là cái nè. Mày gõ 2 cái dưới này. Mày gõ cái thứ 3 sẽ bùng ra luôn. Chó mà cơ. Đấy, ra đây nè, ra đây hết luôn. Ra đây hết luôn nè. 1 thằng gục rồi. Nice. Huy ở lại đi Huy. Cái gì? Ở lại đi mà. Săn cho vui. Nice. Mặc dù mình dở nhưng mà mình rất thích đi săn. Má nãy anh bắn 1 đứa gục rồi. Mấy bạn này lên ăn ké nha. Ê, đằng sau, trên lầu. Đúng nhà. Ê, rồi nóc nhà. Rồi nóc nhà rồi, được cứ nhắm lên, Easy quá luôn. Anh chưa gì vô assist 2 mạng rồi. Tại nó đông quá chứ không mà anh cũng giải khảo được 1 đứa rồi. Mà cũng là nãy anh giết không luôn thằng Thơm Ai, là anh nghĩ chắc cũng còn 1-2 đứa. Đúng thiệt. Chứ không anh cũng tính chạy ra mà sợ chết ba. Nhà rồi. Nóc nhà rồi, nó đứng nhìn chảnh rồi, nó cam chảnh luôn rồi. Nhảy xuống rồi, Đó, bù xìu mới nghe là thấy nhảy xuống liền. Hết bị chưa? Rồi, đã nè. Ôi rồi. Ở đâu rồi? Có 1 thằng ở gara nha. Gara 1 thích chơi hay con mẹ gì á. Rồi nghe cho Phoenix cùng 1 đứa. Nó đi hướng nhà là hết chơi. Rồi nó chơi cùng rồi. Nó chết rồi, nó nằm rồi. Ô. Nó nằm rồi kìa. Rồi đang chạy ra. Nó nằm ngay cái đêm phải đúng rồi. Đạp cái bẫy 2 đứa một mình nữa. Ngay cầu hang chính. Hibana còn có khoảng 10 rồi. Trên em á, trên cho luôn bên trái em á. Trên đầu á, đó chỗ đó. Nó còn khoảng 5-10 giờ. Hiếu. This thiếu hay lắm. Nhường nhau bắn đi ông nội. Cái đầu. Và là 2 đứa. Nhường nhau mà bắn đi ông nội. Ủa cái gì mà nói cứ gian hồi đó. Kiểu gì cũng thắng, khỏi đó. Cái mẹ. Mọi thứ thật là đen tối. Có đạn có khác. Sao? Con đang quay clip mình em. Đéo thấy đường đi luôn. Ủa sao chết vậy? Em không thấy là em đang đi đâu luôn. Bro. Em không thấy là em đang đi đâu. Đỉnh vậy ba. Thôi. Ráng lên mọi người. Short drone go live. Nãy anh nói có gì không Bill? Nói gì? Mấy cái cục này đâu. Anh nhờ hết rồi. Một đứa cho một check tiệm, cho một check tiệm. Nghe đo xịt cô là có ai ta? Bé bé khoan, có 7 cô. Rồi đập đứa đi. Trong phòng nó không có ai hết á. Chỉ có trong phòng objective á, ngay cái chỗ mà nó chứa đồ bên trong á, nó có một đứa ngồi đó thôi à. Còn gì không có ai hết á. Nhưng mà nhớ canh để ý bên cái phòng tắm. Để anh check phòng tắm luôn rồi. Phòng tắm trống không ai á. Phòng tắm trống không ai á. Đây đó này là cái phòng đó này là đó. Ừ nice. Không có ai đó, cầm tin chạy đi ba. Không có ai đó. Rồi chạy đi vậy anh canh phút này ra. Bóng luôn như một trò đùa. Sao bóng luôn như một trò đùa vậy? Ai gì kiểu con đó. Con nguy hiểm. Có đây này, bên đây chiều tường. Này thì phiêu hả mày, nó tính phiêu anh rồi. Nghĩ say bồ. Đừng đùi spool chứ bộ. Ơi. Ôi! Cái này tính nói sao? Mà tôi không thấy tôi lẹ trời. Cầu thang đúng không? Cầu thang. Thôi kệ nó đi em, đợi nó vô đi. Nhắm cạnh. Ngay barricade nha Beo, Barricade tầng dưới của em á. Không phải là ngay chỗ barricade của một đứa ở đó. Ngay barricade của một đứa. Nó chạy rồi. Cầu hang chín em. Một đứa. Không ai đâu. À, có nha. Mới thấy xong anh mới check cam xong rồi. Nó chạy mất tiêu rồi. Ơi, nó thù. Chạy bên kia rồi. Ừ đúng rồi, nó ở đó em. Ôi điện. Nó chạy bên này nè. Thấy rồi. Rồi lộn hết. Nó lộn mình lẹo á. Bình tĩnh em. Mình bán được nè á, máy kèm len luôn nè, 800.000 này, hay lắm. Biết là nó đi lên từ dưới lên hay là. Ê! Đừng có đút đầu ra ngoài, Tính là nếu mà anh thắng được trận này là anh ace mẹ nó luôn rồi. Ném mơ bơm ra ngoài vừa đút cái đầu rồi ném mơ bơm. Game nó cũng đâu có biết là mày cố tình hay không, mày hầm một thằng này. Thấy hầm mình kinh rồi. Nè giờ bắn bèn phát nữa là má tao đi về. Ai kêu mà không phát hiện được phu gì hết vậy. Ai kêu chết rồi nhé. Lép luôn. Tao nghĩ chắc nó ở dưới á. Đó, mới spawn rồi. Ê, Hiếu! Tao bắn nó gần chết rồi Hiếu! Má, tao bắn cái đéo gì xong cái ăn là shit kill luôn mày. Má, 50 điểm đó Hiếu. Má, tao bắn nó trước đó Hiếu. Trời đâu? Hay lắm em Hiếu. What the fuck? Gì vậy ba? Sao giết tao? Trả thù. lạnh lùng một cái đầu này nghe cho anh nè. What the fuck? Ủa sao lạnh không? Mấy bạn bữa đời. Nãy giờ mới nghe tiếng này mà ta. Mẹ Hiếu à, Hiếu tức là Huy cho là Hiếu đừng có ăn hôi chiêu của Nghĩa nữa. Đâu, ở đâu Nghĩa? Không thấy ai hết, đang mò nè. Ê, này nghe con đang. This. Cảm ơn Nghĩa. Má, tại tao giết hai sao đứa cái rồi. Sao cái ngày gì mà mình bị tàn acid kill không vậy trời? Cái ngày gì kém ai cả. Hiếu đứng Hiếu coi cam mẹ luôn rồi. Bút đây nè, bút trong nhà. Một cái đầu. Hay lắm cái đứa. Má chạy một vòng nè nè, chỗ em luôn, chỗ em luôn á. Gắt ha. Nó nhìn anh mà. Đùng vãi, nó đứng nó nhìn anh luôn mà. Má, nó không biết là anh đục xuyên qua được hay sao mà. Đùng vãi, nó không biết là anh đục xuyên qua được hay sao. What the fuck? Đằng sau rồi sao? Ừ, đánh lên trái. Được không Hiếu? Coi em đâu Hiếu? Không có vô đọc bom luôn. Tôi nghĩ là nó trồng sai hết á. Để thả cái này vô nè. Free F à, em ship lên lầu 3 check thử rồi anh đi. Check hết nguyên lầu 3 giùm anh cái. Một đứa nè, ở trên cà nè. Ở trên cà trong size á Hiếu, trong size B á, ở lộn trong size A á. Nè, spot cho cái nè. Ôi ơi. What the fuck? Tao luôn tao vô đi tao đặt bom rồi, nó đặt bom rồi. Tụi mình đạp bên dính cái gì mà sao mình nằm luôn vậy? Mày vô mà mày không bắn nó pháo bom cũng thua ạ. Ừ, double ace luôn rồi, ace tiếp rồi. Đang bê cây. 10 seconds. 5 left. Mày có bom không Huy? Có. Đây chọn ở đây nè. Chọn ở đâu? Chọn ở đây nè. Rồi hai mấy đứa làm gì chi cho mệt vậy? Em đập nó vài phát là nó nổ rồi. Không nói là ném ở đây nè, ném. Ơ được chạy đi. Tập trung chuyên môn đi mấy đứa. Giờ lũ nguyên lộn. Ném nào, ném thùng này hả? Có thằng ngoài. Ừ đúng rồi, ném cái thùng đó. Né đi. Tao ném. Ủa có gì đâu. Phiêu. Đừng có spot nha, Đó, 5 thằng ở ngoài hết luôn á. Có thằng té lầu chết. Bom A về á. Anh nghĩ là tụi nó đi bom A. Đây nó đục kìa thằng ai kìa. Trên cầu hang nha Hiếu. Tao biết rồi chứ. Có Huy canh cầu hang rồi. Nha Huy. Hang đang đợi chạy xuống. Tại ông mà chết ngay cầu hang là tôi chết á. Con quay canh nào không? Ủa má, tôi còn có 30 viên nữa. Với lời. Sống sao đây? Đạn ít nổi thế này. Hết hồn mèo. Vãi mèo. Với lời. Má không có lắm. Má. ngay chỗ cái cửa đó luôn á. Ok ok thấy rồi. Đồ má nghĩa hay mẹ rồi. Hay luôn. Kinh dị vãi. Ô phí. Má nãy tao tính chạy. Tụi này không thấy luôn á nè. Tụi này không thấy ông nghĩa ông đứng ở trên luôn. Nếu mà có cảm giác như thấy class á, nhìn nó mọi người xô thấy class đâu nó là liền. Ở ngoài là chó mà. Nó đâu vậy nghĩa? Đây này cho anh đứng rồi. Vô rồi. Vô cơ lơ. Class chết rồi. Ông kia rồi. Hết hồn. Tôi quên cái đó rồi. Ê, ra ngoài chơi đi mấy đứa, ra ngoài chơi đi. Đi xếp. Sao mà? Chó. Vơ lên. Ờ chết ngoại luôn đi bà. Căng đi Hiếu. Ờ má buồn cười quá. Biết là nó vô trong cái gì vậy? Cái lò ba nè. Nghĩ sao vậy bồ? Nghĩ sao vậy bồ? Nghĩ sao vậy bồ? Má spawn kill out vercler. Cái gì đó? Ace mẻ luôn rồi.